xin mời cầu thủ Nguyễn Đức Chiến của câu lạc bộ Thể thao Vườn Nha di chuyển đến khu vực khán đài A để trả lời phỏng vấn. Ban tổ chức xin mời cầu thủ Nguyễn Đức Chiến của câu lạc bộ Thể thao Vườn Nha. Kết thúc trận đấu, ban tổ chức xin mời huấn luyện viên trưởng hai đội là phòng họp báo, huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định trả lời phỏng vấn trước. Thank you.